Đấy, ta sẽ học về hình chữ nhật và hình toi. Hôm trước học hai hình gì các em nhỉ? À, Mẹ biết hôm trước học không? tận Tam ba giác hình đúng đều, lục không? giác đều. Tam giác đều này, hình vuông này và gì lục giác đều. Đấy, đối với yêu cầu của sách giáo khoa chỉ cần là người ta vẽ sẵn hình cho mình và mình trả lời câu hỏi đúng không? Nhưng mà ở lớp học mình thì yêu cầu là các bạn phải biết gì ạ? Tự vẽ nhá, phải tự vẽ được hình nghe chưa? Rồi thì nếu như mà muốn vẽ hình sẵn thì rất là đơn giản nhé, muốn vẽ hình chữ nhật này đấy, to bé này đấy, được hết nhá, đấy hình chữ nhật này đấy, đấy vẽ bằng máy nó rất là đẹp, rất là đẹp nhá, còn có màu, không thích màu hồng mình có thể đổi màu khác luôn nhá, được chưa, kể cả viên mình đổi màu viện được rất là đẹp nhá. Tuy nhiên chúng ta sẽ không sử dụng những cái hình có sẵn như thế này, mà thay vì đó thầy trò mình sẽ làm sao ạ, sẽ phải tự tìm cách là dùng thước kẻ này, dùng compa để vẽ ra cái hình nha, thầy cho mình sẽ vẽ ra cái hình. Ok, như vậy hôm nay thì các em nhìn thấy là chúng ta sẽ có hai phần rất rõ rồi, phần thứ nhất là ta sẽ học hình chữ gì, chữ nhật, và phần thứ hai ta sẽ học hình gì nhỉ, hình thoi nhá. Rồi đấy, rất rõ luôn là có hai hình rồi nhá. Vậy thì phần 1 La Mã là chúng ta sẽ học về hình chữ nhật này. Rồi, bây giờ thầy sẽ dạy các em vẽ hình chữ nhật nè. Các em nhìn thầy vẽ nhanh một lượt nhé. Vẽ nhanh một lượt này. Sau đó thầy sẽ vẽ chậm nhé. Khi quá trình thầy vẽ nhanh thì các em không cần vẽ theo. Các em chỉ nhìn thôi. Được chưa? Các em chỉ nhìn thôi nhé. Nhìn này, nhìn thầy vẽ và các em chỉ việc nhìn không thôi. Đầu tiên các em lấy thước kẻ này. Đấy, các em vẽ một đoạn như này. Dài bao nhiêu là tùy yêu cầu nhé. Hoặc là tùy theo ý mình. Nếu đề bài yêu cầu đoạn này dài 10 cm thì mình vẽ 10. Yêu cầu dài 5 thì mình vẽ 5. Còn nếu đề bài không yêu cầu gì cả thì mình thích vẽ dài bao nhiêu là việc của mình. Ok chưa? Như vậy em đã vẽ được một đoạn dài như thế này rồi. Được chưa? Đấy. Ở bên dưới em thêm vẽ như sau này, em lại quay cái thước này nhá. Em lại quay cái thước này. Đấy, quay cái thước. Rồi. Đấy, em cũng sẽ lại vẽ một đoạn thẳng nữa nhá. Vẽ đoạn thẳng nữa này. Làm sao mà hai đoạn này nào với nhau nhỉ? Không được rồi mà. À, dài bằng nhau vẫn được nhá. Dài bằng nhau vẫn được, không quan trọng đâu. Ăn rồi vào thì được chưa? Đấy, thì hai đoạn này chúng ta phải vẽ để đảm bảo góc này là góc gì em nhỉ? Đúng rồi, nó phải đảm bảo góc này là góc vuông này. Đấy, còn dài bao nhiêu là tùy nhá. Như bạn An bảo là hai đoạn này không được dài bằng nhau, không phải đâu. Hai đoạn này dài bằng nhau vẫn được. Thì có người lại bảo hai đoạn này dài bằng nhau thì tí nữa là thành hình vuông thì sao? Không sao cả nhé. Hình vuông cũng là một hình chữ nhật. Được chưa? Ủa, nghe cái này lạ đúng không? Con gái có phải con người không? Con trai có phải con người không? Có. Tức là bản thân cô gái đấy cũng là một con người. Được không em? Bản thân chú bé, cậu bé này cũng là một con người đúng hay sai? Đúng. Cho nên hình vuông nó vừa là hình vuông, nó lại vừa là hình chữ nhật, có gì sai không? Không có gì là sai cả nhé. Ok chưa? Bây giờ nếu như mình có thể lấy luôn mình là ví dụ nhé. Thầy Long là thầy giáo của con. Và thầy Long cũng là một người đàn ông. Đúng không? Đúng. Thầy Long cũng là một con người. Đúng không? Được. Đúng mà. Tức là vẫn là thầy Long nhưng mà có nhiều cái cách gọi khác nhau. Cho nên đúng rồi, cùng một cái hình đấy nhưng mình có thể gọi nó là hình vuông, có thể gọi nó là hình chữ nhật, vậy thì chúng ta mới phải học để phân biệt nhé. Em chưa học mà em hiểu thế là sai nhé, hoặc là có thể là ai đó dạy cho em là không được vẽ hai cái này bằng nhau thì cái đấy là dạy như vậy là sai, được chưa? Để vẽ hình chữ nhật nhé thì cái đoạn này với đoạn này này, hai đoạn này đoạn nào dài đoạn nào ngắn không quan trọng nhé, được chưa? Trừ khi đề bài yêu cầu đoạn này bao nhiêu, đoạn này bao nhiêu. Ví dụ đề bài yêu cầu đoạn này 10 cm, đoạn kia là 5 cm chẳng hạn. Đấy thì mình phải vẽ theo. Được chưa? Rồi, ok. Như vậy, các em đã vẽ được hai đoạn rồi. Các em sẽ vẽ thêm một đoạn nữa sang bên này. Các em đừng vẽ theo bộ nhé. Đừng vẽ theo bộ. Đừng vẽ theo bộ. Học vẽ này là khó hơn hẳn đấy nhé. Đấy. Được chưa? Ok. Và đường cuối cùng này. Đường cuối cùng. Đến cuối cùng đấy,
Cuối cùng em nối nốt cái này và là xong này. Được chưa? Thế là em sẽ có được một hình chữ gì? Hình chữ nhật. Ok chưa? Rồi, bây giờ thầy trò mình sẽ cùng nhau bắt đầu vẽ này. Lần thứ hai thầy sẽ làm chậm, thầy sẽ làm chậm nhá. Trước tiên em lấy thước kẻ ra nào. Đấy, lấy thước kẻ ra nhá. Em vẽ cho thầy một đoạn thẳng nằm ngang nhá, một đoạn thẳng nằm ngang. Nằm ngang tức là em vẽ theo cái theo theo cái ô ly vở của em ấy. Được chưa? Đấy, em vẽ một đoạn là bao nhiêu thì đẹp nhỉ? 2 4 6 cm là đẹp rồi. Nhá, 6 cm. Đấy, em vẽ cho thầy một đoạn thẳng 6 cm nào. Đặt tên là đoạn thẳng này là AB bằng 6 cm cho thầy nhá. Đấy. Tức là tại sao lại là 6? Thì tức là thầy yêu cầu nó là 6, được chưa? Ok chưa? 6 cm. Nào, em vẽ được không? Vậy thì là anh. Đoạn này là quan trọng nhất này. Đấy, phải giám sát và hỗ trợ. Việc đầu tiên đó là việc điểm danh. Để thông báo phụ huynh rằng bởi vì có những cháu là đã đi ra khỏi nhà rồi nhưng chưa đến lớp là phải báo để phụ huynh biết. Nguy hiểm nhá. Được chưa? Tức là mình quản lý con người là quan trọng hàng đầu. Sau quản lý con người đến quản lý chuyên môn. Nghĩa là sẽ theo dõi xem các cháu đã vẽ, các em nó đã vẽ được hình chưa. Đấy, vẽ một đoạn 6 cm vẽ được không? Rồi. Ok, tiếp theo chúng ta đặt thước dọc nhá, đặt thước dọc. Đấy, chỉ là anh quan sát thấy bạn nào mà không biết đặt thước dọc này. Đó. Đấy, có những bạn chưa biết vẽ đâu nhá. Bởi vì yêu cầu vẽ hình là một yêu cầu tương đối nặng. Được không? Đặt thước dọc mình vẽ từ B nhá. Nào, mọi người thích vẽ mấy cm nào? 4 À, nhá. đi 4 đi. 4 bốn nhá. Rồi, chúng ta thống nhất là 4 nhá. Ok luôn, 4. Rồi thống nhất vẽ một đoạn thẳng BC là vẽ theo thước dọc nhá. Đặt dọc thước lên, tức là đặt vuông góc ấy, đặt vuông góc ấy. Thì cái này là BC, được chưa? Đoạn này bạn vẽ 6 này, đoạn này bạn vẽ mấy nhỉ? 4 này. Đấy, để làm gì? Để mình thống nhất chung, tức là tất cả các hình mà kem vẽ ra đều như nhau. Xong chưa? Vẽ được nhưng 4 chưa? Đấy, rất nhiều bạn đã vẽ xong luôn cả hình rồi đấy nhá, rất là hay. Rồi, vẫn đặt thước dọc nhưng mà đặt thước dọc và tại vị trí A nhá. Và cũng vẽ một đoạn đúng bằng BC nhá, đúng bằng BC luôn. Được chưa? Đúng bằng BC luôn. À, bằng tức là bên lúc nãy mình vẽ 4 thì bây giờ mình cũng vẽ mấy nhỉ? Cũng vẽ 4 nhá. Đấy, và đặt điểm cuối điểm D. Đấy, vẽ được chưa? Và bước cuối cùng biết làm gì chưa? Nối D với gì? D với C. Đấy, thế là các em biết vẽ hình chữ nhật, sợ gì đâu nhá. Nối D với C. Đấy. Mọi người cứ bảo ui lớp 6 thầy bắt các cháu nó vẽ thầy dạy ác quá. Thì thầy thấy nó cũng hơi ác thật nhưng mà cũng không phải ác quá đâu, đúng không? Ác bình thường mà. À, đấy, lớp 6 mà thầy đã bắt các cháu nó phải vẽ hình rồi. Đấy, thì cố gắng nhá để học giỏi hình để sau này đỡ sợ hình nhé. Thì mình phải biết vẽ hình, kể cả vẽ xấu cũng được, vẽ chậm cũng được. Xong rồi đấy. Nào, cho thầy xem hình chữ nhật của em nào. À, đấy các bạn học on có thể chụp cho thầy xem hình chữ nhật của các em nhé. Được chưa? Đấy, rồi các bạn vẽ được hết rồi. Ok rồi đấy. Em. Nhưng mà sao các bạn có người vẽ hình to, người vẽ hình bé mà không to à? Đấy, hai mỗi bạn vẽ một hình, một bạn vẽ hình to, một vẽ hình cũng vậy. Rồi, nhưng mà được cái là hình nào đẹp. Đấy, chưa? Các hình chữ nhật của các bạn ở trên này vẽ đều rất là đẹp nhé, rất đẹp. Có điều là thì có bạn vẽ hình to, có bạn vẽ hình bé. Nghĩa là sau này mà làm bài thi á, gặp phải những cái bài người ta cho số cụ thể á, là mọi người vẽ hình thế sẽ sai đấy. Nhá. Tức là người ta cho 6 cm thì mình phải vẽ 6, cho 5 thì mình vẽ 5. Được chưa? Ok chưa? Thôi được rồi, thế là biết vẽ là may lắm rồi. Ok. Đây, có người bắt đầu gửi rồi, Hoàng Tuấn Minh đã bắt đầu gửi nhá để thầy xem hình của các bạn nào. Đây, hình của Tuấn Minh đẹp đấy. Nhưng mà Tuấn Minh là không phải dùng 4 cm mà là dùng 4 over nhá. 4 over, Bốn được. cm nó lẻ lắm thầy ơi. À, nó kiểu gì over là có phải cm đâu nhá. Đấy, xem các Em bạn ơi nào. thầy ơi. Okay, thầy đây. Em dùng bằng máy tính chụp cái gì? Dùng máy tính thì hơi khó thật. Mở Dùng máy tính camera thì ra. là chụp chụp cam máy tính khó lắm.
Hôm trước mọi người Em xem chụp được cái gì gì? nhỉ? Em chụp Tức bằng là cái chụp gì? bằng điện thoại thôi. Mình chỉ chụp bằng điện thoại xong mình gửi lên máy tính thôi. Em là thầy hướng dẫn. Chụp bằng cam máy tính xấu lắm. Tuần mình Em chụp bằng lần các trước máy chụp. tính. Biết rồi, thầy biết rồi, lần trước tuần mình chụp thì mờ thịt ra gì nè. Lần này chụp khá hơn tí. Tương Thảo vẽ hình quá to và đẹp luôn. Minh Hiền vẽ được rồi. Bảo An vẽ được rồi. Đấy, Phùng Thị Vân biết vẽ ngay có gì đâu mà Khánh Thi. Ôi trời, Khánh Thi viết vở ô ly chơi ăn gian nhá. Khánh Thi ơi, kem lên cấp 2 rồi nhá, không biết vở ô ly nữa. Không Được thấy chưa? hay chơi vô lý Đó, ok, không chơi vở ô ly nữa. Vì sao? Bởi vì khi mà các em mà đi thi ấy, là không có vở ô ly đâu, cho nên lúc đấy là không vẽ được hình đâu nhá. Có vở ô ly thì vẽ hình nó dễ. Được chưa? Thế tại sao thầy lại vẽ có vở ô ly? Tại sao cái bảng của thầy lại có vở ô ly? Thì trả lời bởi vì thầy không đi thi nữa, cho nên thầy để ô ly này cho các em dễ nhìn thôi. Thầy cũng dễ vẽ mà các em cũng dễ nhìn. Còn các em sẽ phải đi thi, cho nên các em phải tập vẽ trên giấy. Trên giấy gì nhỉ? Giấy kẻ tập nhá, giấy kẻ ngang ấy. Các em không nên viết vở ô ly nhá, Khánh Thi nhá. Có người bảo viết vở ô ly đẹp nhưng mà nó không phù hợp nữa. Học sinh cấp 2 rồi, không viết vở ô ly. Trừ khi em nào luyện chữ đẹp thì mới viết thôi. thấy thầy Thầy nghe. bây giờ ai 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 còn viết vở ly là chỉ có xuống cấp 1 học thôi thầy ạ. Không, có những bạn mà cấp 2 nhưng vẫn viết vở ô ly bởi vì bạn luyện chữ đẹp mà. Chứ còn giờ toán thì không thể lấy vở ô ly được nhé. Rồi, nào, vậy hình chữ nhật thì có nè. Bây giờ thầy sẽ tô màu nhé. Thầy sẽ tô màu cho mọi người xem nhé. Tô màu này. Làm thì tô màu nhìn cho nó oách này. Đối với cạnh AB với cạnh nào là hai cạnh đối nhau? Nào xin mời Chu Hương nào. Thầy hỏi lại đi, em không nghe rõ cho lắm. Trời ơi, xin hỏi cạnh AB với cạnh nào là hai cạnh đối nhau? Cạnh AB đối đối cạnh này Các em tuyệt đối không giơ tay sẵn nhé. Không giơ tay sẵn. Nào, xin mời bạn An Cẩm Lĩnh nào. Cạnh AB đối với cạnh nào? Đúng rồi nhá, bạn An trả lời chính xác. Cạnh AB và cạnh DC là hai cạnh đối nhau. Được chưa? Đấy. Như vậy là tìm cho thầy hai cạnh đối nhau. Đấy, thầy sẽ đặt ra một số câu hỏi nhé. Tìm cho thầy hai cạnh đối nhau. Nào, câu hỏi thứ nhất mà thầy muốn đặt ra là gì? Tìm cho thầy hai cạnh đối nhau. thầy ơi, câu này để em đi. Được chưa? Câu này để em đi thầy. Đã câu hỏi chưa? Nhiều câu hỏi đấy nhá. Đây vừa là lý thuyết vừa là bài tập luôn. Nó giống với bài tứ giác, nó giống với bài hình vuông. Đúng không? Tất cả những bài đó đều có cạnh gì nhỉ? Cạnh đối. Bạn An vẫn đã tìm ra rồi nhé. Là cạnh AB. Bạn An được Cẩm Lĩnh nhé. Thì bạn đã tìm ra là cạnh AB. Và cạnh D gì nhỉ? DC là hai cạnh đối nhau. Vẫn còn nhá. Vẫn còn. Vẫn còn nhá. Nào, Quỳnh nào, Quỳnh ở Tây Đằng nào. Cạnh nào đối với cạnh nào nữa nhỉ? À, cạnh AD này. Cạnh AD đối với cạnh nào? Đúng rồi, chúc mừng bạn Quỳnh nhá. Cạnh AD và cạnh BC là cũng là hai cạnh đối gì? Đối nhau. Đấy, các em nhận ra hai cạnh đối chưa? Ok chưa? Hai cạnh đối thì nó không chung nhau điểm nào cả nhá. Đấy, cạnh AB và cạnh BC thì chung nhau điểm nào? Chung nhau điểm nào? Đó. Cùng chung từ điểm kẻ đâu đấy? Từ điểm B. Cho nên không thể gọi là hai cạnh đối được. Hai cạnh đối tức là nó không chung nhau điểm nào nhé. Được chưa? Rồi, như vậy là cạnh AD và cạnh BC cũng là hai cạnh đối nhau. Rồi, như vậy câu hỏi thứ nhất của thầy đã xong. Câu hỏi thứ hai.
là cạnh AB thì bằng cạnh nào? Tìm hai cạnh bằng nhau. Dạ, tìm cho thầy hai cạnh bằng nhau. Em hiểu câu hỏi chưa? À, mời bạn Sơn nào. À, xin chúc mừng bạn Sơn nhé. Chính xác. Dạ. Thì để mà trả lời nhanh nhé. Trả lời như bạn Sơn là quá chuẩn rồi, 10 điểm rồi. Nhưng mà thầy có thể là, thôi thì từ phần sau là mình có thể trả lời nhanh như sau. Nhá. Đó chính là AB thì bằng gì nhỉ? D gì? CC. Đây là cách trả lời ngắn. Cái trả lời như bạn Sơn là quá chuẩn 10 điểm rồi. Hiểu ý chưa? À, em. Còn vẫn còn hai cạnh bằng nhau. Thầy ơi em. À đúng rồi, cạnh AD cũng bằng cạnh BC. Rồi, bây giờ kết hợp phần 1 và phần 2, các em sẽ phát biểu cho thầy. Phát biểu cho thầy một cái tính chất giống sách giáo khoa, tức là trong một hình chữ nhật thì các cạnh đối làm sao? Nào, Diễm Quỳnh. Ủa? Trong trường này thì mới chỉ là các cạnh đối làm sao nhỉ? Bằng nhau nhé. Các cạnh đối bằng nhau. Được chưa? Được nào, bạn Vân vẽ được hình rồi này. Phúc này. Sao hình của Phúc lại có cái chữ gì đấy? À, chụp à, lúc chụp hình là bị che mất à. Rồi, bạn Phúc Nguyên Phúc bị che mất một phần nhá. Rồi, như vậy là sau khi học xong phần 1 và sau khi học xong phần 2, chúng ta có thể tổng hợp lại như này là trong một hình chữ nhật thì các cạnh đối của nó làm sao nhỉ? Bằng nhau. Nhau. Được chưa? Các cạnh đối bằng nhau. Rồi tí nữa ta kết luận sau nhé. Nào, tìm cho thầy hai cạnh song song. Em. Đấy, thầy sẽ chỉ cần đặt câu hỏi và các em cứ trả lời đúng là đơn giản không? Được. Không chơi giơ tay sẵn nhá. Bạn nào giơ tay sẵn là thầy không chơi đâu. Nha. Ai chơi giơ tay sẵn trên gian à. Xin mời bạn Bảo An à. Ôi, nhưng mà chủ yếu là lớp mình là 4 An nhé. 6 An, bây giờ là 6 An à. Năm năm bạn tên là An, cho nên các phụ huynh ơi, các phụ huynh nhá, thứ nhất là khi mà các phụ huynh mà cho con vào học Zoom á thì cố gắng là đặt tên luôn, đặt tên là ví dụ như là Bảo An hay là Xuân An. Đấy, An này ở đâu? Đấy, An này ở Bắc Ninh, An này ở Cẩm Lĩnh, được chưa? Đấy, các phụ huynh cứ bảo là thầy phải nhớ, nhưng mà làm cái này để thầy lâu nhớ lắm, mà nhớ là còn lẫn luôn á, đúng không? Đấy, các phụ huynh phải thông cảm, nếu như càng thuận lợi thì thầy sẽ càng nhanh chóng tiếp cận với mọi người, sẽ hiểu biết được cái tính cách cũng như cái sức học của từng bạn một, được chưa? Đấy, phụ huynh phải chú ý. Và cái thứ hai nữa cũng rất mong phụ huynh hối hợp là gì, là khi nộp tiền cho con ấy thì cố gắng ghi là ví dụ Bảo An lớp 6 hoặc là Xuân An lớp 6, chứ phụ huynh chỉ ghi một chữ là bạn An nộp tiền thì tôi thì thầy đến khổ. Có thể phụ huynh chưa biết, hiện tại thầy đang, tức là riêng lớp toán của thầy bây giờ đang là 450 học sinh. Vậy nếu chỉ ghi một chữ An thôi thì thầy sẽ phải tìm rất khổ, nhưng thầy luôn luôn vẫn cố gắng để tìm. Nhà rất là cố gắng rồi, nhưng mà phụ huynh cố gắng được nhé. Đúng rồi, riêng học sinh lớp toán từ lớp 6 đến lớp 12 của thầy Long là lên đến 450 học sinh. Thế còn học sinh môn văn và môn tiếng Anh nhỉ, thì thầy sẽ nhờ một cô giáo khác quản lý, sẽ thu tiền số còn lại đấy. Khoảng 350 học sinh, 350 học sinh kia là sẽ do một cô giáo khác quản lý và thu tiền, được chưa? Thầy sẽ quản lý và thu tiền 450 học sinh lớp, được chưa? Cho nên nếu mà phụ huynh mà càng phối hợp tốt thì thầy nó sẽ càng làm việc tốt hơn. Có người hỏi bạn thế tại sao thầy làm suốt ngày không nghỉ vậy, thì trả lời đấy, có phải dạy xong là xong đâu, phải làm tối ngày đấy ạ. Cũng phải tìm các bạn nào học yếu để động viên các bạn này đi ạ. Đi đến lớp bồi dưỡng. Đấy, thường thường thì các trường tư á mà các bạn học yếu đi lớp bồi dưỡng là phải nộp tiền đấy nhá. Thế nhưng mà lớp thư của thầy Long thì không bao giờ phải nộp tiền cả. Lớp nào cũng thế thôi, các bạn yếu có thể đến học. Được chưa? Rồi, nào tìm hai cạnh song song thì có vẻ dễ quá đúng không? Nào. Gì nhỉ? Chúc 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 nào, chúc tìm với thầy hai cạnh song song nào.
Đúng rồi, cạnh AB song song với cạnh DC. Em vừa chép nhá, vừa nhìn lên hình xem AB là cạnh nào. AB đây này. DC là cạnh nào? Đây này, đấy, hai cạnh đấy thế làm sao? Song song. Được chưa? Vẫn còn. Vẫn còn nhá. Vẫn còn. Nào, giao nào. Chính xác nhá, cạnh AD với cạnh BC. Đấy, kem chép là AD song song với BC, nhưng kem cũng nhìn lên hình xem AD đâu? AD đây này. BC đâu? BC đây này. À, không thích đánh dấu ở đây, đánh dấu ở này này. AD đây, BC đây. Được chưa? Nếu mà thích thẳng nữa thì đây. AD đây. BC đây. Được chưa? Đấy, tùy cách mình đánh dấu. Ổn chứ? Quá hay. Rồi, cái thứ tư. Thứ tư. Tìm cho thầy hai đường chéo. Tìm cho thầy hai đường chéo. Hai đường chéo chữ nhật. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Vì các bạn là quá nhiều người xung phong nên thầy sẽ chỉ có thể gọi lần lượt từng bạn thôi nhé. Hai đường em chéo của hình chữ nhật. em mới Được bảy giờ năm chưa? Thấy không? Tìm như thầy hai đường chéo. rồi Đấy. Được em. chưa? Nào, mời Gia Phong nào. Gia Phong Hà Nội nào. Ông đưa thầy hai đường chéo của hình chữ nhật là AC và BD. Đúng rồi, AC và BD. Thôi chết rồi, trên hình thầy chưa nối đúng không? Vậy thầy nối nhá. Nối hai đường chéo nhá. Nối tức là mình lấy thước kẻ mình nối, nhưng mà thầy nối kiểu này được không hay thầy phải lấy thước kẻ? Chắc thầy nối kiểu này không? Hay bắt thầy phải lấy thước nào? Bắt Đây. thầy lấy thước. Kèo, bắt thầy lấy thước à? Ác độc Ừ, thế cần nhỉ? thức này. Rồi, thầy giả vờ lấy thước một lần này thôi nhá, lần sau là tôi đừng có bắt thầy lấy thước nữa nhá. Không ạ. Đấy, nối đường chéo AC. Đấy, đặt thước như thế này. Và nối A với gì ấy? A với C. Đấy, thế là thầy có đường chéo rồi. Được chưa? Đấy, các em biết cách nối đường chéo không? Nối nốt đường chéo B với gì nhỉ? B với D nhá. Đây, nối này là xong nhá. Được chưa? Đấy, nào các em lấy thước kẻ nối đường chéo đi. An. Đây là An Hưng Đạo, kia là An Cẩm Lĩnh. Trời ơi, một lớp 5 ăn. Hôm trước thầy vừa mới quen với các phụ huynh lớp khác là riêng lớp 6 có 4 bạn ăn, hóa ra là 5 rồi. Sợ thật. Còn hai bạn cùng họ cùng đêm luôn. Còn chưa bằng lớp mà nhỉ, lớp 12 đâu. Hai bạn đều là Nguyễn Thị Thu Hiền. Cùng cả họ, cả tên cả đêm. Thế thì thầy phải thêm là ở đâu chứ? Hai bạn ở đâu? Em ở Vật Lại. Em ở đâu? Em cũng ở Vật Lại. Xã Vật Lại à? Vâng, em ở thôn nào? Em ở thôn Vật Lại. Em ở thôn nào? Em cũng ở thôn Vật Lại. Ồ. Chịu yêu bên đấy Xong cuối cùng thầy phân biệt được rồi. Cuối cùng thầy cũng dò ra nhá. Một bạn là ở thôn Vật Lại 1, còn một bạn ở thôn Vật Lại 3. À, đây rồi. Một bạn thôn Vật Lại 1, một bạn thôn Vật Lại 3. Ái da, cuối cùng cũng phân biệt được hai người. Được chưa? không phân biệt Bây giờ mà phụ huynh nộp tiền, cháu Thu Hiền Vật Lại nộp tiền, không biết ai thì mà vào sổ luôn, nhưng còn vào sổ nhầm từ bạn này sang bạn kia luôn á. không phân biệt tên thôi. Thầy ơi, Đây đây. chỗ này có mưa không? Chỗ em mưa to à? Bây giờ em sợ. Có, mưa to lắm. Được chưa? Thế là Rồi, sao thầy bây không được giờ thầy qua? cho mình lại vẽ ra một hình chữ nhật nữa nhá. Đấy, lúc đầu chưa biết vẽ thì sợ, bây giờ biết vẽ rồi thì đơn giản nhỉ. À, sợ gì, vẽ hình chữ nhật ví dụ như là các bạn mà học tham gia lớp vẽ đấy thì vẽ hình vuông, vẽ hình chữ nhật nó đơn giản có gì đâu nhỉ. Thế mà cứ bảo là thầy Long bắt các cháu lớp 6 vẽ hình, thầy Long ác quá, thầy thấy thầy công nhận ác nên chỉ nhỉ, ác bình thường thôi nhỉ. Đấy, thế là vẽ xong hình chữ nhật rồi. Sáng này nối hai đường gì nhỉ, hai đường chéo. Nào, vừa vẽ vừa trả lời câu hỏi nào. Ý thứ nhất nào, hình chữ nhật là có mấy góc ạ? À? Hình chữ nhật là mấy góc ạ? Em À? À, có bốn góc, và bốn góc đấy như làm sao? Mời Nguyên Quốc Bắc Ninh nào. Hình chữ nhật có bốn góc như thế nào ạ? À? thưa cô, em thưa thầy, hình chữ nhật có bốn góc và cả bốn góc đều bằng nhau ạ.
Đúng rồi, nhưng vẫn hình như thiếu một cái gì ấy nhỉ? Ai thấy thiếu cái gì không nhỉ? Bạn Nguyên Phúc trả lời đúng nhá. Hình chữ nhật có bốn góc rồi. Bốn góc mà gọi là bốn góc ở đỉnh nhé. Và cả bốn góc là đều bằng nhau. Bạn nói đúng, không hề nói sai. Nhưng mà vẫn thiếu một cái gì đó nhỉ? Trinh, thế theo như bạn Phúc sẽ thiếu gì nào? Em Đúng rồi nhá, đấy bạn Trinh bổ sung chuẩn rồi nhá. Cả bốn góc đó đều là bốn góc gì? Bốn góc vuông. Được chưa? Vậy trả lời này, hình chữ nhật, hình chữ nhật có bốn góc ở đỉnh. Là bốn góc vuông nhé, bốn góc vuông luôn, được chưa? Nó bằng nhau thì chắc chắn rồi, nhưng nó lại còn vuông nữa cơ. Ok chưa? Nào, hai đường chéo hình chữ nhật có tính chất gì nào? Ai biết nào, hai đường chéo hình chữ nhật có tính chất gì nào? Nào, hai đường chéo hình chữ nhật nào? À, xin mời Minh Tú, Cụ Châu nào. Hai đường chéo hình chữ nhật có tính chất gì nào? thực tế là hai đường chéo của hình chữ nhật có tính chất là chúng đều bằng nhau. Xin chúc mừng em. Như vậy hình chữ nhật sẽ có hai đường chéo bằng nhau nha. Hình chữ nhật sẽ có hai đường chéo bằng nhau. Đấy, các em có thể ghi vào. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau. À, hình chữ nhật sẽ có hai đường chéo bằng nhau. Ok chưa? Quá tiếp theo, các cạnh đối của hình chữ nhật làm sao? Các cạnh đối của hình chữ nhật có tính chất gì? Các cạnh đối của hình chữ nhật có tính chất gì? À, Tuấn Anh ngập ngừng nửa muốn giơ tay nửa không này. Mời Chu Hương nào. Thấy bạn Chu Hương giơ tay mà. Trời ơi, 20 người học Zoom, tiếp quá mất luôn. Em thầy là em thấy rồi Rồi, xin mời bạn Hương Thảo nào. em đưa thầy Chép là lại câu hỏi để bạn Hương Thảo trả lời này. Hai, các cạnh đối của hình chữ nhật có tính chất gì? em thưa thầy là các cạnh đối của hình chữ nhật bằng nhau Đúng. Còn một tính chất nữa. ạ. Em gì trong góc nhỉ? Huệ á. Ôi. Đúng rồi, cái bạn đấy là gì vậy nhỉ? Cùng thi Huệ ở đâu? Vật lại, thì Huệ vật lại, đúng là thầy chưa nhớ tên Huệ thật. Bạn Cùng thi Huệ vật lại nói rằng là các cạnh đối của hình chữ nhật làm sao nhỉ? Bằng nhau. Thế còn bạn Hương Thảo nói rằng các cạnh đối của hình chữ nhật làm sao nhỉ? Làm sao? Song Bằng song. nhau. Hay Song là ngược song lại, một người nói song song. À, ngược lại. Như vậy là bạn Huệ sẽ nói rằng là song song. Còn bạn Hương Thảo sẽ nói rằng bằng gì? Bằng nhau. Thì cả hai bạn đều nói đúng. Nhưng mà mỗi bạn chỉ nói được có một nửa. Phải kết hợp hai bạn lại thì mới đủ nhé. Mới đủ. Đúng nó khác với đủ nhé. Mình nói đúng nhưng mình chưa nói hết, đúng không? Vậy mình sẽ nói hết này. À, hình chữ nhật có hai cạnh đối làm sao, có các cạnh đối làm sao nhỉ? Hình chữ nhật có các cạnh đối làm sao? bằng nhau. Có các cạnh đối bằng nhau. Hình chữ nhật lại có các cạnh đối làm sao? Bằng nhau. Đúng rồi. Thế thì mới đủ đấy. Chính xác. Vậy thì làm sao để nhớ được bốn tính chất này? Thì các em chú ý này, bốn tính chất này chia nhé. Tính chất thứ nhất là chúng ta nói về gì? Góc. Tính chất thứ hai nói về đường gì? Đường Yeah. chéo. Và tính chất thứ ba nói về cạnh gì nhỉ? Cạnh đối. Được chưa? Một tính chất nói về góc, một tính chất nói về đường đường chéo, và một tính chất nói về cạnh gì nhỉ? Cạnh đối.
Được chưa? Ok chưa? Rồi, bây giờ sẽ là một bài toán để thử tài xem các em tinh mắt hay không. Nhá. Nào, thử tài của bạn nào. Xem bạn có đủ tinh mắt không? Thứ Thử tài bạn đấy, xem bạn có đủ tài năng tinh mắt để đếm được cái hình này không? chép không thầy? Đó, chép vào. Đúng không? Nào, trên hình này có bao nhiêu hình chữ nhật? Yam. Bạn đếm xem nó có bao nhiêu hình chữ nhật. Để các bạn đỡ nhầm lẫn thì tôi sẽ chuyển về trạng thái này. Đó, được chưa? Vẫn còn dòng kẻ đúng không? Tôi bỏ hẳn hết tất dòng kẻ này nhé. Rồi, đó. Hết tất luôn. Được chưa? Và hãy kể tên các hình chữ nhật mà bạn nhìn thấy trên hình này. Được chưa? Cứ bình tĩnh nhá, thầy sẽ ưu tiên gọi những bạn ít giơ tay. Nếu bạn nào ít giơ tay thầy sẽ ưu tiên gọi trước nhá. Đấy. Hôm nay bạn nào mà không giơ tay có khi chỉ là này phải nhắc cho lên nhóm nhá, là có những bạn sau đây là chúng ta hồi học mà không giơ tay một lần. Đó. Bạn nào mà không giơ tay lần nào ạ, là chị Lan Anh sẽ nhắc tên để cho lên nhóm nhá, cho biết tay. À, bạn gì bạn cuối cái nhỉ? Ui được lại An. Bảo An nữ nào. À có hai hình chữ nhật à, bạn bảo ăn đến sai rồi nhá. Vì lần này đếm thừa cũng là sai và đếm thiếu cũng là gì? Cũng là sai. Chứ nó không phải là cứ đếm đúng là được nhá. Là bạn bên cạnh là gì nhỉ? Thùy Linh à? Thùy Linh. Thùy Linh cả có mấy hình chữ nhật nhỉ? Chúc mừng Thùy Linh nhá. Rồi, vậy thì thầy sẽ dạy bài này mà thầy sẽ không dùng gì nhỉ? À, không dùng dòng kẻ đúng không? Ok, không dùng dòng kẻ viết hơi khó đây. Không dùng dòng kẻ mà viết trên bảng phấn là thầy viết thẳng lắm, nhưng mà không dùng dòng kẻ mà bắt viết trên bảng điện tử này khó chơi phết đấy nha. Như vậy là trên hình này là có ba hình chữ nhật theo như bạn Thùy Linh nhá. Sao em kịp vẽ chưa nhá? Có ba chữ nhật. Nào bây giờ ngoài bạn Thùy Linh đã trả lời đúng về số lượng là ba, thì bạn nào sẽ kể tên ba hình chữ nhật? Phải kể đủ cả ba mới được gọi là đúng, kể hai thì được tính là sai nhá. Em nào mà kể hai là sai nhá. Gọi À chưa được gọi à? Lan An à? An Hưng Đạo. ít Rồi, A, B, E, F, chậm thôi em. A, B, E, F là một hình chữ nhật, được B chưa? B, C, D, E. C D Sai. Như vậy bạn An trả lời sai nhá. À, xin mời bạn nào E nào. Ai đây ai đây nào. Úi giời, không nào, xin mời bạn Diễm Quỳnh nào. Diễm Quỳnh thì mạnh quá nhỉ. Hình chữ nhật thứ ba là hình nào? Sai. Nào cố lên, có ba hình chữ nhật thôi. À, lại gọi bạn Sơn nào. Thông minh, khó nhất là hình mà Tân vừa kể đấy nhá. Đây chữ nhật A, C. Bạn Tuấn Anh bị chưa được gọi đúng không? Thì các em phải thông cảm bởi vì mỗi lần thầy chỉ gọi được một người. Thì quá nhiều em giơ tay sao thầy gọi hết được. Nhìn thấy chưa? cả bên to kia thì BBE thì là một tập nha. À? Cái nào em? À, Kiểu cả nguyên hình to đấy thì BE thì là một tập. BE làm từ thẳng đấy mình không tính, kệ nó thôi nhá. Đó. A, C, D, F vẫn là một hình chữ nhật nhá. Được chưa? Mưa đấy em. Nó là mưa nhá. Thử tài bạn. Nào bạn có muốn thử tài thêm lần nữa không? Thì Được có không? lần nữa sao đúng không? Thử dài lần nữa Đây từng tiên nhá. đi thôi, đây từng tiên đi thôi. Được rồi. Nghĩa là ở trong các bạn học hợp, ai là người viết nhanh nhất thì được tính là nhanh nhất.
Trong các bạn học on, ai là người comment nhanh nhất các hình chữ nhật thì sẽ được tính là nhanh nhất. Được chưa? Ai là người trả lời đúng và nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Người chiến thắng sẽ được chị Lan Anh thưởng 10.000 trích từ lương của chị Lan Anh. Thế thôi. Đã. Chị em biết mặt chị Lan Anh rồi. Biết mặt chị Lan Anh chưa ạ? Em thấy Đấy. trên em thấy trên TikTok của thầy. Thầy có À, xem tin cái TikTok của thầy à? Ghê nhỉ, tìm nhanh nha. là thầy em gửi lên cả hình lên luôn. Phải có đề bài chứ. Đây, ai kể được tên các hình chữ nhật ở đây, người đó sẽ chiến thắng. Thầy Biết đùa rồi em à, đấy. thầy Đây, không thầy cho cứ đặt tên vào tên chứ. nha. Đó, A, B, C, D. Đấy, comment nhanh, comment đủ luôn. E, F, Ai quên. G, H, K. Hãy kể tên đủ tất cả các hình chữ nhật mà em nhìn thấy. Ai kể được nhiều nhất, nhanh nhất sẽ thắng. Kể vào giấy. Lan Anh kể kiểu gì cũng thiếu cho mà xem. Thì Lan Anh mắt kém lắm. Mắt các bạn nam là sẽ lợi thế, mắt con trai tay con gái mà. Các bạn giơ tay làm gì? Các bạn ghi vào phần trò chuyện đấy. Em biết thừa. À, không dễ đâu em ơi. Liệu chiến thắng được hay không mới là vấn đề. Thầy chưa mở phần trò chuyện vội để cho các bạn trên lớp này còn kể nha. Này, chị là anh sẵn tiền á. Ôi ghê không? Thích nhờ, sẵn tiền luôn kìa. Cái phòng. Ngồi xong rồi, thầy ơi, Đấy. Nào bạn An kể mấy hình. năm hình. Tuấn Anh kể mấy hình. Nam, bạn Trinh kể mấy hình. Bạn Trinh kể 9. Em cũng 9. Em cũng 9. 8 à? Như vậy là đấu giá nhé. Em nào mà nhiều hơn sẽ được xem trước. Giao mấy? 12 hình. Để xem giao trước. Giao mà đúng là tiền luôn. Nào, tớ mấy hình? Tớ 8, 8 thì còn chơi nữa đến lượt. Nào, các em. Nào, bắt đầu xem thế giới online trước nhá. Như vậy Giao đang vô địch với 12 hình nhưng không biết đúng không? Nha. Được chưa? Còn rất nhiều bạn kể 9 hình. Nào, cùng xem nào. Thôi thôi thôi, em không. Ai già? Hoàng Thái Nam, Hoàng Thái Nam kể có 2 hình làm sao được? Ôi, Tuấn Minh kể có 3 hình thì không được Tuấn Minh ơi. Nguyễn Phúc nè, Nguyễn Phúc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Phải là đang 9. xong thế rồi. Rồi, và Phải là Nguyễn đang Phúc là xong. 9 hình nhá. Nguyễn Phúc là 9 Tại sao hình. em gửi nhầm? Phải là đang xong. Cái đằng sau thì xếp hàng nhá. Bảo An 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bảo An cũng 9. Bảo An Châu Sơn là 9 nhá. Dũng Yên Bái này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dũng Yên Bái có 7 hình thôi à? Dũng Yên Bái 7 hình thì chắc là thua rồi. Tương Thảo là 9 hình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay quá. Minh Tuệ 1, 2, 3, 4, 5. 5 hình thì không được rồi. Ai chào bạn Minh Hiền, comment đẹp thế. 9 hình đẹp quá. Chào. Cảnh Thi cũng 9 hình. Đức Dũng 2, 4, 5, 9 hình. Hả? Đặt trang làm gì? Gia Phong 9 hình. Hải Trường 9 hình. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Minh Tú, Phú Châu 9 hình. Ôi, như vậy là rất nhiều người trả lời được 9 hình. Nào, xin mời bạn Giao. Bạn nếu mà trả lời được 12 hình là cho bạn 20. Đánh bại tất cả các đối thủ. Em rỡ đi. A, B, Hát ca cái gì? Là hát. KH. Rồi A, B, KH nhé. A, B, KH.
B, C, D, K. H, F, G. Ủa, À, hình chữ nhật chỉ có 4 điểm thôi mà. Trả nhất lời đúng không? tao Được chưa? đi. Thế bây giờ tính nào nhỉ? Giữa một bạn on và một bạn ợp thì làm sao biết ai là người nhanh hơn nhỉ? Thường cả hai thầy ơi. Nhanh. Tưởng cả Chim. hai thì tốn tiền quá nhỉ? Tưởng cả hai thì tốn quá. Thầy ơi, em Chuẩn bảo đi. thầy lấy 3 bạn comment đầu ấy thầy. Nào, theo đúng thứ tự lúc nãy thầy nhìn thấy nhá, thì không phải bạn Quỳnh, không phải bạn Diễm Quỳnh, không phải bạn Quỳnh này, cũng không phải bạn An này trả lời sớm, cũng không phải An kia, mà là bạn gì nhỉ? Trinh với hai bạn gì kia nhỉ? Trinh với cũng Bảo An đúng không? Trinh với Bảo An với Linh, Thùy Linh nhỉ? Rồi, Trinh với Bảo An với Thùy Linh, thầy chỉ có điều là không biết là trong ba bạn đấy ai là người xong trước không? Là Trinh xong trước, nào mời Trinh kể. Trinh có giữ nguyên bốn hình này không hay là bỏ? Giữ nguyên, là Trinh nhìn lại một lượt đi, kiểu nhớ nhầm thì tí. Rồi, ok, hình thứ 5. A, C, E, G, hình to bự. Hình thứ 6. A, C, D, H, chính xác. Hình thứ 7. H, D, E, G. Hay quá nhỉ. Hình thứ 8. Tôi chết tôi rồi. A, B, F gì? F, G. Hình thứ 9. B, C, E. Hình thứ 10. Đấy rồi, à, tưởng ngoát con hình thứ 10, định lừa, không lừa được, ghê thật đấy. Nào, Nguyên Phúc có ý kiến gì không? Em bảo thầy ơi, thầy lấy 3 bạn là comment xong đầu ấy thầy. Thì nữa thầy sẽ xem các bạn comment, xem ai là người trả lời đúng và nhanh nhất nhá. Như vậy, trước tiên là trong thế giới các bạn học ẩm về viết lời giải, thì bạn gì nhỉ? Trinh là người trả lời đúng và nhanh nhất. Vậy thì xem, chàng online ai là người chiến thắng? Trinh là người chiến thắng rồi. Rất nhiều bạn học on đã trả lời đúng, số lượng là 9. Được chưa? Các bạn Thái Nam trả lời cực nhanh nhưng chỉ có nhà được không? Bạn Nguyên Phúc là 9 hình nhưng mà xem 9 hình đúng hay sai nào. Bạn Nguyên Phúc này, A B K H. A B K H đúng rồi. B C K D. B C K D xin chia buồn bạn Nguyên Phúc, À, không có hình nào là B C K D cả. bạn đổi tí nha. Được chưa? B, C, K, D là sai Nguyên Phúc nhá. Nguyên Phúc thấy chưa? Phải là B, C, D gì ạ? À? D, K. Rồi như vậy rất tiếc cho bạn Nguyên Phúc. Bạn Bảo An nào? Xem bạn Bảo An nhá. A, B, K, H. Chính xác. B, C, K, D. Rồi xin chia buồn với bạn Bảo An Châu Sơn. Bạn cũng giống như bạn Nguyên Phúc Cái đấy nhá. thật Bạn thật Tuấn Minh, BCKD B C K D, Tuấn Minh Hà Giang cũng sai nhá, ba bạn đầu tiên đều sai cái hình này, thế mới hay chứ, hay là các bạn nhìn nhau đấy. Có khi nào các bạn nhìn nhau không? Nào xin mời Đức Dũng nào. sai nốt A B K H đúng rồi, KD. A C D H đúng rồi, A B F G đúng rồi, B C K D. Tất cả đều sai cái hình này, sao kỳ vậy? À, Đức Dũng là người thứ tư sai giống nhau, bốn người sai giống nhau, kỳ cục vậy mà tất cả đều sai cái hình này đúng không ạ? Sai Không em ơi sai hình thầy. khác. Sao em? Như vậy là không điểm đấy em nhá, không đùa đâu nha. Như vậy đọc sai tên rồi. Hương Thảo thì sao? A BCKD cái tay B xuống luôn đi. ABHK, Hương Thảo sai ngay từ đầu. Hương Thảo sai ngay từ đầu. Không có hình chữ nhật nào là ABHK cả, mà là ABK gì? KH. Được chưa? Em nào mà không biết đọc tên hình là không học được đâu. Phải sửa, nhá, phải sửa.
Minh Tuệ thì không cần xem, bốn hình thì xem làm gì. Hy vọng Minh Hiền sẽ chiến thắng bởi vì Minh Hiền viết quá cẩn thận luôn. A hình thứ nhất, A B K H đúng, hình thứ hai B C D K đúng, hình thứ ba H K F G, H K F G đúng, hình thứ tư K D F E. Ôi trời ơi, sai hình thứ tư. Minh Hiền ơi, Xong rồi. Minh Hiền sai hình thứ tư, mười đen. Cho thi lại đi thầy. Ôi ghi lại thì chơi ghi lại thì ai cũng đòi ghi lại thì chơi sao được. Đức Dung Yên Bái nào. A Lại hình khác đi không, không ghi lại. A B H K. Úi trời, sai ngay từ đầu Đức Dung ơi. Gia Phong cũng sai ngay từ đầu nha. Hải Trường nào. Hải Trường là A B K H đúng, B C D K đúng, K D E F đúng, H K F G, H K G đúng, chung tay này đúng hết rồi đấy, B C E F đúng, A B F G đúng, H D E G đúng, A C D H có ngồi đúng A C E G đúng. Chúc mừng không? Hải Trường Thùy An, các bạn check xem bạn Hải Trường có kể thừa hoặc kể thiếu hình nào không. Mặc dù chín nhưng có thể bạn kể trùng thì sao, ai tìm được thì 10.000 đó sẽ chuyển về từ tay Hải Trường sang tay của người tìm ra. Có cái nào trùng nhau không? Không. Chúc mừng Hải Trường nhá. Như vậy người chiến Nó thắng, phải chịu. hai người chiến thắng trong hình vẽ này đó là bạn gì nhỉ, Trinh và bạn gì ạ, Trường đấy chưa. Bạn Trinh với bạn Trường thì chỉ có một tên thôi nên không thầy không lẫn được. Nhưng mà năm bạn An thì cũng cạc đấy. Nguyên An mình nhớ tên năm bạn An cũng đã đủ mệt mỏi, tiếp quá mất. Đâu năm bạn An đâu, xem nào, đưa cái đây xem nào, đây là cái gì, Vâng. Văn An ở Hưng Đạo đúng không, đây là cái gì, Hoài An ở Đài Hoa đúng không, kia là Văn An đúng không? Hả? À, đây là Quốc An Cẩm Lĩnh, kia là Bảo An ở đâu? Bảo An Phú Vương, An nào nữa? Mới có bốn An thôi. Hả? Lại còn Bảo An Hào On nữa à? Bảo An Châu Sơn, Hào On nữa. Ôi dồi ôi, hải não quá. Rồi, hình chữ nhật. Chúng ta học như vậy là xong rồi. Ta còn rất nhiều bạn comment thế này. À, Hải Trường thích quá. Ôi, trời ơi. À, Minh Tú mấy người tiếc, Nguyên Phúc tiếc rồi. Hải Trường, tôi sai gọi. Ôi, trời ơi, xin rút lui. Trời ơi, xin rút lui rồi. Các bạn comment vừa thôi nhá. Rồi, Trường chúng ta học cười sang phần tiếp theo. cả Đó là khi hình gì nhỉ? Hình thoi. các Hy vọng các bạn sẽ lại kiếm bạn tiền từ hình thoi tiếp theo. Đấy, ui, chị là anh chờ trình tờ mới thế. hãy Ai là cười bạn? Là hình thoi. cả khi bạn lại ôn Tí thầy bật lại hình ô ly nhá. À, thầy có thầy hiện thoại. Anh nghe đây. Mình cần chat đi. Hello mọi người.
Thầy ơi, lỗi gì đấy thầy? Thầy tắt Thầy biết. mic rồi. Thầy ơi. Thầy ơi, thầy tắt mic rồi thầy ơi. Em không nghe gì cả. Rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi, xin đi nhá, thầy vừa tắt mic nhá. Chết, chết, chết. Tắt mic để gọi điện thoại, khổ thân. Được chưa? À, thì hình thoi này là khó vẽ hơn rất nhiều so với hình chữ nhật. Thì có hai cách để vẽ hình thoi. Một cách là chỉ sử dụng thước thôi, chỉ sử dụng thước thôi. Còn cách kia là có dùng thêm compa nhé. Có dùng thêm compa. Được chưa? Nào, thầy sẽ vẽ cách thứ nhất mà cách chỉ dùng thước nhé. Em nhìn để thầy vẽ nhanh một lần. Nhìn thầy vẽ nhanh một lần nhé. Thầy sẽ vẽ một đoạn, một đường chéo trước nhé. Thầy sẽ vẽ một đường chéo. Thích dài bao nhiêu là quyền của mình. À, ví dụ đây là 2 ô này, 4 ô này, 6 ô này, 8 ô luôn đi. Kem đừng vẽ vội, kem nhìn đã, nhìn để suy nghĩ đã nhá. Cái bài này khó vẽ hơn rất nhiều đấy nhá. Đấy. Ví dụ thầy vẽ đoạn này là bằng mấy nhỉ? 8. Được chưa? Nhìn và trả lời theo câu hỏi của thầy được chưa? Thầy đang vẽ đoạn này bằng mấy? Kem tinh mắt đếm hộ thầy cái. Mấy ô đấy? 1 2 3 4 5 6 7 đấy, 8. Bây giờ thầy chia đôi nhá. Thầy chia đôi ra. Đấy, chia đôi ra. Rồi, thầy chia đôi ra thì mỗi bên được mấy nhỉ? À, Được bốn. mỗi bên được 4 đúng không? Chia đôi hai bên bằng nhau nhá. Rồi bây giờ thầy lại vẽ một đoạn khác cũng lại vuông góc nhá. Cũng lại vuông góc. Đấy. Và cũng chia đôi luôn. Đấy, chia đôi. Chia đôi là bên trên 2 thì bên dưới cũng phải mấy nhỉ? 2. Nếu bên trên thích 3 thì bên dưới cũng phải mấy nhỉ? Phải 3. Đấy. Thì đây không phải AB đâu nhé. Đây là A gì? À, AC đấy. AC đừng kéo AC nhé. Thì đây là B và đây là gì? Đây là D. Đấy, đấy cách vẽ hình thoi nhá. Chưa xong nhá. Bây giờ thầy sẽ nối A với B này. Nối B với C này. Nối C với D này. Nối D với thì A này. Và chú ý chỗ này là góc vuông nhá. Góc vuông đấy. Nhá. Chỗ này là góc vuông này nhá. Được chưa? Đấy. Thế là xong hình thoi. Ok chưa? Vậy thì bây giờ thầy vẽ lại nhá. Thầy vẽ chậm để kem bắt đầu vẽ theo này. Lượt hai là kem sẽ bắt đầu lấy thước ra vẽ theo thầy nào nhá, bắt đầu lấy thước ra vẽ theo thầy nhá. Và lần này thống nhất là thầy yêu cầu vẽ bao nhiêu cm em vẽ cho thầy đúng bấy nhiêu cm nhá, được chưa? Ok chưa? Nào, nào vẽ cho thầy là 6 cm nào, 6 cm, nhưng mà vẽ thấp thấp xuống bên dưới này nhá, vẽ thấp thấp xuống bên dưới nhá. 3 này, 1 2 3 này, 4 5 6 nhá. Vẽ thành một đoạn thẳng AC bằng 6 cm, vẽ cách cách ra khoảng mấy dòng vào đấy, cách mấy dòng vào cũng không sợ tốn mấy dòng vở đâu. Sau vẽ quen rồi á thì mình sẽ tiết kiệm hơn, bây giờ chưa quen thì chấp nhận tốn kém mấy dòng vở nhá. Đấy, vẽ 6 cm, nghe ra chưa? 6 cm được chưa? À, chị Lan Anh nhìn xem có em nào mà nó viết vẽ vẽ sát bên trên quá thì là lát nữa nó không không đủ đâu đấy. Đàn à, cô thương kén mãi vân đàn. Ok chưa? Có thể cho Vẽ xem được. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi nhá. Bây giờ mình chia gì nhỉ? Thì đúng. Chia đôi ra nhá. Chia đôi. Chia đôi. Kem lấy thước kẻ kem chia đôi ra thì mỗi bên sẽ là mấy nhỉ? Là 3. Được không? Chia đôi ra. Chia được đôi không? Chia đôi. Nào lấy thước chia đôi ra. Đừng có chia bên dài bên ngắn nhá. Chia đôi hai bên bằng nhau nhá. Phải chia chia đều nhau nhá. Thức gì? Đúng rồi. Phải dùng thước chia chứ làm sao mà... À, tại sao thầy không còn cần dùng thước? Vì vợ thầy nó kiểu như vợ ô ly ấy. Kiểu vở ô ly đấy thì nó có sẵn rồi đấy, còn các em là phải lấy thước ra để đo để chia đôi nhá. Nào chia đôi chuẩn chưa? À, xem em nào chia đôi bị lệch không đấy, xem có ai bị chia đôi lệch không. À, chia đôi nhá, chia đôi xong chưa? Xong rồi. Rồi bây giờ em đặt cái thước dọc. Cái quả này thầy cũng đặt thước cho nhìn cho nó giống nhá. Đấy nên mình có cái thước. Thước này đang thế này đang bị gì nhỉ?
chéo đúng không, đang nghiêng, đang nghiêng, đang nghiêng, mình đặt lại cái thước cho nó thế nào nhỉ, cho nó thẳng đứng lên đấy, được chưa, đấy ok chưa, Chẳng chịu. 90 độ là thẳng rồi đúng không, đấy, đặt thước thẳng như này, mình vẽ một đoạn ở bên trên là mình vẽ 1 cm thôi hoặc là 1,5 cm nhé, em có đo được 1,5 không? Sợ 1,5 là hơi lẻ em không đo được, đo được 1,5 không? Rồi Được 1,5 nhé, 1,5 đi, theo thầy 1,5 là hình này là đẹp này, bên trên 1,5 bên dưới cũng bao nhiêu nhỉ, 1,5 đó, trên 1,5 dưới 1,5 thấy chưa. À, đấy, mấy bạn nào vẽ được sao hình to rồi thì để thầy xem nào. Ô nó đào toàn ảnh của thầy vậy trời. Dành vậy. vì chị là À, bạn Hà nào đây? ai. Bạn Hà vật lại à? Ôi, chịu Học trả học rồi. thì đi đào Facebook thầy rồi trời. Em gửi cho thầy bức ảnh chị Lan Anh với cả thầy Long đấy. Chắc là nhìn Tại thầy chị áo trắng là tưởng là chị Lan Anh. chị áo trắng. Này không được đâu Thôi. nha. Bạn bạn Hà Hà VN là bạn nào đấy? À, thầy trốn đi chơi à? Ui Không, hôm đấy là các anh chị vừa thi sang lớp 9 mới biết điểm đỗ thì thầy đưa những người đỗ đi em thi ôi. đỗ nguyện vọng một đấy, nhưng ai đỗ nguyện vọng một thì thầy đưa đi chơi ở đảo Ngọc Xanh nhé. Trời. Lứa. Không, Được đi một lần. thầy chỉ bao vé vào với bao tiền xe tiền nước thôi, thế còn tiền ăn chơi thì ai ăn chơi thì phải tự trả tiền thôi, ví dụ em mua con gấu nhồi bông thì em phải trả tiền nó đấy, em nào thích ăn thịt gà thì phải trả tiền thịt gà, và em nào ở nhà mang thịt chó đi thì người ta ăn thịt chó, tức là Nhưng mà thầy ăn cấm phim. ăn uống chơi thì tất cả các trò chơi trong đấy là thầy trả tiền hết rồi, trong vé này có hết rồi, mười mấy trò chơi là không phải trả tiền nữa, vé vào cổng thì vé trò chơi là thầy trả hết, vé xe là thầy trả rồi. Và kia ra mấy chị xuống thì Rồi thì đây mình sẽ điền đây là chữ B và đây là chữ C, rồi bây giờ ôi nối vào à, chữ hai D, chữ hai chữ C. C đúng không, hai chữ C đỉnh thế, là chữ D đúng không, rồi bây giờ làm gì, lấy thước nối vào nhé, đấy đây là cách vẽ hình thoi được chưa, đây gọi là hình thoi nhé, xong chưa, rồi bây giờ sẽ trả lời cho thầy các câu hỏi luôn, trả lời luôn các câu hỏi nhé, được chưa nào, các cạnh của hình thoi có tính chất gì, các cạnh của hình thoi có tính chất gì nào, các cạnh Gạch đưa cái phần mình hỏi. đúng rồi, cạnh là AB này, BC này, CD này và DA này. Nào, xin mời em nào mà đọc to thế, nào để xem em nào đây. Nào Chu Hương nào, vẫn ưu tiên Chu Hương, Chu Hương trả lời được không nào? Chu Hương thường là giơ tay nhưng lại không thèm nói. Nào Chu Hương nào. Em thấy thầy là các cạnh đối song song với nhau ạ. Chính xác. Đúng rồi, nhưng vẫn thiếu. Với lại các góc đối bằng nhau ạ. À, thầy chưa hỏi góc, thầy mới chỉ hỏi cạnh thôi. Hỏi cạnh thì phải trả lời hết cạnh, thầy mới nghe. Đúng nhưng vẫn chưa đủ. Sử dụng cái hàng mới. Nào, xin mời Tuấn Anh nào. À, rồi cả bốn cạnh đều bằng nhau nha, bốn cạnh đều bằng nhau hết, nó không giống như hình chữ nhật nhá, hình chữ nhật chỉ có các cạnh gì bằng nhau thôi nhỉ, Vậy là
hai cạnh chiều dài chiều rộng. Cũng không hẳn, mình không nói chiều dài rộng mà chỉ là các cạnh đối bằng nhau thôi, được chưa? Thế còn cái hình thoi này có tới mấy cạnh bằng nhau? Bốn cạnh bằng nhau. Thì có thể các bạn chưa biết đâu là cạnh nhá, thầy sẽ chỉ này. Cạnh thứ nhất là cạnh AB AB này, là vân BC đan, vân đan. TD DA Cạnh thứ hai là cạnh B gì nhỉ? BC BC nhá. Cạnh thứ ba là cạnh C, TD DD nhá. Cạnh thứ tư là cạnh D, DA nhá. Được chưa? Nhìn thấy bốn cạnh chưa? Và cả bốn cạnh đều đều bằng nhau tất em nhá. Đấy. Thế còn hình chữ nhật thì sao? Hình chữ nhật thì có mỗi AB bằng D gì thôi, bằng DC. Đằng này nó bằng tất cả bốn cạnh bằng nhau hết nhá. Đấy, đây là bốn cạnh này. Được chưa? Vậy thì để đỡ nhầm nhá. Để đỡ nhầm thì chúng ta sẽ ghi luôn vào đây. Bốn cạnh đó là gì nhỉ? Cạnh AB. AB này. Bằng cạnh gì nhỉ? B gì? BC. Bằng cạnh C gì nhỉ? CD. Bằng cạnh D gì? DA nhá. Tất cả cạnh đều bằng nhau hết. Thế bên trên cũng thế nhá, các cạnh đối song song, tức là AB thì song song với cái gì nào? Bạn Chu Hương trả lời đúng là cái chân 1 này. AB sẽ song song với D gì? CD. Thế còn AD sẽ song song với B gì nhỉ? BC. Đó. Như vậy chúng ta đã trả lời hết cạnh rồi, được chưa? Đấy. Bây giờ trả lời đến đường chéo. À, trả lời đường chéo nào. À, lúc nãy thầy thấy các bạn nào giơ tay, bạn là lạ nhỉ? Em chưa Em được trả lời gọi được đường chéo không? em có là điểm Em gái này. Hai đường chéo làm sao? Không đúng nhá. Hình thoi là không có hai đường chéo bằng nhau như hình chữ nhật đâu. Em nhìn thấy AC là dài, BD là ngắn mà. Được chưa? À, để đề phòng các bạn chưa biết đâu là đường chéo nhá, để thầy trả lời này. Đường chéo thứ nhất, đường chéo B gì? BD. Đường chéo thứ hai, đường chéo A gì nhỉ? AC. Nhìn thấy chưa? Đấy là hai đường chéo nhá. Nào. Đức nào. Hai đường chéo này có tính chất gì nào? À, chưa nhìn thấy. Cái này nhìn hình mình đoán được nhá. Gì nhỉ? Hả? À? Ly. Xuống. Ô kìa, sao lại song song được? Không được nhá. Làm gì đây? Không biết à? Không biết à? Học sinh mới. Em biết không? Không biết à? Em biết không? Vân Nam. Không biết. Em. Như vậy thấy chưa? Rất nhiều người chưa đoán ra đâu, khó phết đấy. Trang. Trang cũng chưa đoán ra. Cho Nào, Quỳnh em này nào. Nào, bạn bạn bốn nhắc lại nào. Vậy nào. Chính xác nhá, hai đường chéo vuông góc với nhau nhá. Đây này, góc này là góc vuông này. Tuấn Anh trả lời nhiều nhiều rồi, nhường các bạn trả lời tí nha. Nhiều người giơ tay quá thì chẳng biết gọi ai đâu. Được không? Để vuông góc nhá. Như vậy, tính chất thứ ba. Đấy. Thực ra không trách các bạn được, bởi vì thầy chưa dạy mà bắt các bạn đoán thế là hơi ác. Ác thật chứ không phải là ác đùa nhá. Đấy, được không? Chưa dạy bắt cứ bắt mọi người đoán thì chơi thể chơi khó thật đấy. Thế mà rất nhiều người giơ tay đấy các em ơi nhá. Những cái đỏ họ phán đoán rất tốt, bởi vì lúc nãy mình vẽ là thầy là vẽ vuông gì nhỉ, vuông góc đấy. Có những người không thích cách dạy này đâu, cách dạy này thầy dạy thế này làm các cháu không phải là bạo lực mà hơi hơi ác đó, làm các cháu được có khi là đôi khi là hơi sợ đấy. Thế nhưng mà chỉ sợ một tẹo thôi, trong bây giờ lại học được ngay thì hết sợ nhá. Hai đường chéo làm sao nhỉ? Đường chéo vuông Hai đường góc chéo với vuông nhau. góc. Thấy chưa? Vuông góc với nhau. Hai đường chéo vuông góc với Có nhau. Tại sao lại được gọi là sợ? Để các bạn chưa được thầy dạy mà thầy lại cứ hỏi làm cho các bạn sợ sợ không trả lời được ấy. Kiểu thế nhá. Thì đây thầy đánh dấu hai đường chéo nhá, kiểu mọi người không biết hai đường chéo nhá. Đường chéo A gì? AC. Với đường chéo B gì? BD. Đường Nhìn rõ hai chéo. đường chéo chưa? Đấy, đấy. Có thế thôi, không có gì cả. Được chưa?
Nào, lại thử tài của các bạn một tí nữa. Thầy Nhá. cho mình nhìn cho thầy. Được. Nào, thử tài của Thầy các cho bạn hai đi. chục đi thầy. Không biết nguồn nhân lực của chị Lan Anh không biết là ăn mì tôm hay là ăn cơm. Cái này các em yên tâm, chị Lan Anh nhiều tiền lắm, vừa mua máy tính cực kỳ Chị mua máy tính xịn không nhỡ đâu, về ăn mì tôm thì sao, ăn mì tôm chảy nước mắt thì sao. luôn. Thật máy là nhiều. Vì tôi tràn nước mắt ở phòng. Chị sắp thành đại Tôm gia ăn rồi. xèn. Kèo này tí nữa chắc phải xin thầy tiền thôi. Ý chị Lan Anh ấy, chị nhiều lắm. Như tiền đợt này Chị Lan Anh đầy tiền. Chị sắp thành doanh nhân rồi. Này, không ơi, chị Lan Anh bảo thầy đầy tiền thì Vậy có. thầy phụ lương chị. Thầy nhiều tiền nên mà Ừ. chị Lan Anh chị lấy hết tiền của thầy. Thì thầy với lại cho nó đẹp vậy thì thầy là. Ừ, thì sao thầy lấy được xe ô tô? Đúng rồi. Wow. Thầy mua được xe ô tô ngầu ấy luôn. Làm Rồi, sao thầy tiền mua ô tô các bạn nghe các chị anh chị lừa thầy còn lấy máy ảnh thôi thầy cũng chụp cơ mà. thầy Thôi thầy điêu ấy, thôi em nhìn thấy hết rồi, em đi đúng mua rồi xe. làm Em gì nhìn có thấy ô hết tô rồi. đâu Ô tô thầy xịn nhà lắm. thầy Nhà thầy chơi to. TikTok, Thầy đứng thầy ở chơi gạch TikTok tổng rồi, rồi có tạo video dáng bản chết thầy. mẹ. Một hai ba bốn năm sáu. Mua trong Thầy ấy làm hai hình à? Tình thế Có thầy chỉ dạy học thêm. thầy trước thầy làm giảng viên đại học thì lương to bự đấy, nhà nước trả lương to lắm. Thế thầy kể hình thôi giống bàn cờ caro quá. Thế Nhưng tôi cũng biết lại mấy. ai là đỉnh đỉnh cờ caro à? Có phải tèo vào trong vở không thầy? Thi đấu thì không cần kể, các bạn cứ đọc tên đúng là được. Tết hình thôi à thầy? Đúng rồi. Ui dồi. Để tên hình thôi này nó mệt thật Ai sẽ đấy. là người chiến thắng? Thầy ơi. Xin mời đấu Mời giá, kể tên xem có bao nhiêu hình thôi. thầy Không ơi, chấp thầy nhận làm được. ác thế. Thì bây giờ mới biết thầy ác à? Ác bình thường nhá, bình thường vẫn ác. Được chưa? Ác bình thường vẫn ác. Từ tài là trong hình vẽ có tất cả bao nhiêu hình thôi? Thế thầy có phải chép cái bàn cờ này vào không ạ? Không cần. Yêu cầu em vẽ cái hình này thì hơi ác. Trong hình vẽ có tất cả bao nhiêu hình thôi? Thầy ơi. Thầy ơi đoán được không thầy? Không, Đi phải kể tên hết, không kể tên hết không có tiền đâu. Các bạn viết ra hình giấy thôi. nào, viết vào Thế comment nào. thầy. Thế Viết, viết, viết. cái điểm điểm này là điểm gì ấy thầy? Điểm Cái điểm cạnh nào? cạnh điểm chữ Y ấy. Là chữ Ờ giữa gì? điểm. Vâng. Đấy là bảng chữ cái tiếng Anh, là chữ gì? Dây. Yeah. Có Không ạ. vẫn không có, viết ra, viết ra, viết đúng và nhanh sẽ có tiền. Viết xong chưa? Thầy nghĩ Em em không thôi cần vẽ hình, thầy. em chỉ cần viết thử cho thầy các hình thôi là được. Em không vẽ hình mà em tính theo cách khác được không? À nhầm, em không liệt kê các hình Bắt mà buộc em phải tính theo cách liệt khác được không? kê, bắt buộc phải liệt kê có hình nào phải kể tên hết ra thầy mới tin. Không cần em phải vẽ hình, em nhìn hình của thầy cũng được, nhưng em phải kể tên hết tất cả các hình thoi ra.
Nắng quá Ôi thầy dồi ôi, ơi. sợ quá, đang phải nhắn một cách cực. run quá, sợ quá. FH thì sai ngay. Cứ từ từ đã. Ôi Thầy dồi ôi, ghi đáp án vào phần comment hả thầy? đúng Ừ. rồi. Chứ bạn nghĩ gì về đâu. Dài quá. Giảng viên thế này thì tôi không, Xong rồi đây. Bao nhiêu? em không đếm, thầy chưa đếm em thôi. Thầy đếm hộ. Chơi là chơi là đếm hộ à? Ôi chứ sống thế. Mười bốn hình, wow. Wow! Bạn An đếm được 14 hình. Em đếm đếm được 14 hình. Em cũng đếm được 14 hình. Em cũng thế rồi thầy. Ai Đấy, xong đưa vợ lên nhiều đây. đấy thầy. Bạn Nguyên Phúc lần này liệu có giành được phần thưởng không? Thử tài các bạn. Cái này Đánh thì chữ. nó phải tinh mắt nữa mới đếm được. Thấy đánh chữ Đánh gãy thẳng cả tay. Thấy nào, không? A B M N. Một tờ. A B M L. Đúng rồi. B C NM, đúng rồi. CD ai ra Nào. vòng rồi. CDN em sai à, mà sao mà cầm về đấy. Chứ nói em quên rồi. Tiếp. Như vậy là ba hình ở phía trên đã được kể xong. ENOF. ENOF đúng. Thấy không? NOPM. Thấy không? NOPM nói. Em kể cho chiều Chiều nào được cứ kể đủ là không được. MPKL. MPKL đúng. được. Tiếp. KPEG. KPEG đúng. POHI. POHI đúng. OFGH. OFGH đúng. Như vậy những hình thoi bé đã được kể xong. Chính xác rồi. Tiếp. ACOK. ACOK. Các em nhìn thấy hình hình thoi bé tức hình thoi có cạnh gọi là bằng một đoạn đi. Thì ACOK là hình thoi mấy đoạn đây nhỉ? Đang thầy Ừ. đang kiểm tra. Em cho ACOK là hình thoi có cạnh hai đúng rồi. thầy. Chào. DPEF. D. D gì? D. DPS. P. Thôi xong rồi. Nguyên Phúc ơi. Nguyên Phúc ơi là Nguyên Phúc ơi sao lại có hình là DPEF được? DPEF không có hình nào là DPEF nhá. Khổ thân Ủa Nguyên thầy Phúc hai lần lâu sai vậy. rồi. Rồi bây giờ thầy xem bạn Tiếp học nhé trực tiếp thầy. nào. Xem bạn A Em này. A bạn được A đi được này. tận A 3 hình B rồi thầy ạ. M N này. TDN này. TDN này. Tiếp. EFON này. EFON này. FGHO này. Đọc của ai này. BCNM Mình nhớ em kỹ. này. BCNM. MNOP này. MPKN này. OHIP này. PIJK này. Đúng rồi, bạn An đã kể hết được 9 hình thoi bé. Tiếp, ACOK. Đúng rồi. BD. BDF gì đây? FP 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 B. D. FP. Đúng. EGIM. EGIM. Đúng. M đâu. LKHI. LNHI. LNH. LNH Đấy. gì? Đây chữ gì đây? Chữ gì đấy? Quấy.
Ôi giời, bạn biết chữ gì thế này thì khó tí Đây. nhờ. Và ADG gì? Xin chúc mừng bạn An là người đúng và nhanh nhất trong loạt thi đấu này. Được chưa? Nào, rất tiếc các bạn này có đúng cũng chậm nha. Để xem, on bạn nào làm đúng và nhanh nhất. Bạn Nguyên Phúc hơi tiếc đấy. Em đầu tiên, em đầu tiên. Ôi, Gia Phong nhìn xem nào. Bài Ôi Gia Phong mà thế này thì không nhìn được rồi. Thầy không có, không kiểm tra được Gia em Phong đọc cho, đâu. em đọc cho đi thầy. Được, cho Gia Phong đọc. Không Ok công thầy. bằng thầy Hình ơi. thôi Người thông minh bé. là phải hình thôi bé. Nào Gia A Phong. B M L Một. B B C N M Hai. C D E N Ba. N E F O Bốn. M N O E O P O P Năm. M P K Sáu. O S G H Ai GH chứ. vâng. Bảy. P O H Tám. I K P I Chín. Hình thôi cạnh hai. G. Chín. Thôi cạnh hai là B D Đúng. F P A C Đúng. O K M E G S M-E-G-F. ở đâu, Sai. M E G I nhầm, em nhìn nhầm chữ Cho một cơ hội M nữa thôi đấy. Cho đúng một cơ hội nữa thôi đấy. E Nào. G I đấy, bản này ghi là M E G Tiếp. đấy, M E G I đấy, bạn này ghi là M E G M-E-G-F đấy, bạn này ghi M F đấy, bạn này ghi là M E à? F à, bạn này ghi Đâu M F M E M F rồi, cái này bạn này ghi đâu M đâu, để cấm cãi nha. Nào F I M. Đây và em chữ E cạnh hai của đấy. EGF. À sai rồi, Sao bạn đấy còn đọc thiếu A D G gì nữa thầy? sai A rồi D nha. G I A D G I Xem Hoàng Thái Nam xem nào, các bạn check xem Hoàng Thái Nam đúng hay sai. DE NC. DNC đúng. sai rồi thầy, sai rồi thầy. Sao lại E số F O 2 gì N đây? F O N À hai sai. tức là EFON. Sai. EFON đúng. Ủa đúng. FGHO đúng. Thầy kiểm tra lại xem. CNMB đúng. Thầy kiểm tra lại xem. NOPM. NOPM đúng. Tiếp Đấy OHIP thầy, cái thứ đúng. ba của Hoàng Thái Lam là F O G H mà thầy. F À Hoàng Thái O Nam, G H. Sai là thầy đi đọc của rồi. Minh Tú. À các bạn check xem Hoàng Thái Nam đúng hay sai. Sai cả thứ Ơ ba rồi thầy, thầy. sai cả thứ mấy? Đúng thầy ơi. 3. Đúng 1 2 các bạn, đúng 3. rồi. F G O H. Thầy chỉ check nốt Hoàng Thái Nam thôi nhá, cũng có là Mà F-G-O-H. ờ đúng rồi, em đố hai em đi thầy. F-G-O-H Thế sai nhá Hoàng Thái Nam ơi, phải là F-G-H gì nhỉ? Hát đâu? Cái này quan trọng lắm đấy nhá. F-G-O-H với F-G-H-O đó là hai hình khác nhau hoàn toàn đấy nhá. thầy. Cứ quay cùng. Được chưa? Như vậy Hoàng Thái Nam sai rồi. Rồi, thôi lần này chỉ trao thưởng cho mình bạn An thôi. Như vậy trả lời là có tất cả 14 hình. Thầy chỉ cho các bạn 14 hình nhá. Hình thứ nhất này, đó là hình Thôi không thoi mà được. có cạnh nhỏ nhất, tức là cạnh mà ngoài đây nhờ. Chịu không được Một. Được chưa? Hình này dễ đếm nhất, thầy sẽ đếm cho các em xem. Đây. Trật tự, nhìn thầy đếm nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhìn thấy 9 hình nhỏ như này chưa? rồi à. Hình thoi nhỏ dễ đếm nhất đúng không? Hình thoi lớn đây là hình thoi to nhất cũng dễ đếm nhá. Hình thoi to nhất là dễ đếm này. Đấy. Một cái này nữa là mấy đây? Nhìn thấy 10 chưa? 10. Các em nhìn thấy hình thoi to nhất có độ dài mỗi cạnh bằng mấy mấy ô đây nhỉ? 3 đúng không? Rồi bây giờ hình thoi nhỡ, tức hình thoi ở giữa nhá. Đây, hình thoi này.
Nhìn thấy chưa? Đặt tên là gì đây? ACOK. Được chưa? Một hình. Hình này nữa. Được chị. Hai hình. Nhìn thấy chưa? Hình này nữa. Ba hình. Một. Hình này nữa. Bốn hình. Hết chưa? Đấy, 9 hình nhỏ, một hình to và 4 hình nhỡ nhỡ, tổng cộng mười mấy nhỉ? 14. Xin chúc mừng bạn An ở Tây Đằng nhá. 14 hình thôi. Ok, 14 hình thôi chưa? Đấy, rất nhiều hình nhá. Ok, nào. Thầy sẽ hướng dẫn trước cái bài để các em biết là buổi sau chúng ta sẽ lắp ghép hoặc là như thế này đi. Chúng ta sẽ tính để tính diện tích em. Các em được tính công thức tính diện tích hình vuông chưa? Rồi ạ. Rồi, nhá. Thì nhắc trước các em là tập luyện công thức nhá. Nhắc này. Đấy. Thế là buổi sau nhá. Buổi sau. Nào, em nào biết này, diện tích hình vuông tính bằng cách nào? Cạnh nhân cạnh. Cạnh nhân cạnh ạ. Được chưa? Em nào biết chu vi tính hình vuông tính bằng cách nào? Cạnh nhân 4 nhân trên Đấy. 4. Được chưa? Ok, em nào biết diện tích hình chữ nhật tính bằng cách nào? A nhân Hãy trừ B 3 trong chiều số dài nhân đó. chiều rộng. Dài nhân rộng. Và Chu vi em nào biết chu vi hình chữ diện nhật tính tích như hình cộng nào? đóng ở ngoài Dài ra nhân A nhân tổng rộng tất cả nhân A. đấy, các em chuẩn bị sẵn những cái này nhá. Bởi vì sao thầy lại yêu cầu các em chuẩn bị sẵn? Vì cái này học ở cấp mấy nhờ? Cấp Cấp 1 một, cấp một. đấy. Thì vậy thì thầy sẽ dạy cho các em từ những cái hình này nhá, thầy sẽ dạy các em là sẽ tính ra những hình khó hơn nhá. Chúng ta sẽ làm được diện tích của những hình khó hơn. Vậy những hình khó hơn là những hình gì? Ví dụ như là hình thoi, ví dụ như hình tam giác. M nhân n chia 2. A nhân h Được nhân a chưa? nhân h. Đồng ý không? Tức là thầy sẽ dạy các em tính những cái hình nó khó hơn so với những cái hình của cấp 1 nhá. Ở cấp 1 thì các em đã được tính diện tích hình vuông rồi, diện tích hình chữ nhật rồi, được chưa? Ok chưa? Đấy thì cái này các em về nhà ôn nhá, có thể là nhờ bố mẹ làm được nhá. Bố mẹ tính diện tích hình vuông, tính diện tích hình chữ nhật bố mẹ làm được, bố mẹ hầu như là bà ai làm được thôi, kể cả các ông các bà cũng làm được nhá, được chưa? Đi đo ruộng, đo nhà, đo đất đấy, người ta đều đo theo kiểu hình vuông, hình chữ nhật thôi. Rồi nay mưa gió này, các em đến này có tuyệt vời rồi. Nay các em nghỉ nhá, này học tốt đấy. Em chào Chào. thầy. Chào. Ờ hả, Xin chào vui hết cả thầy. tay. Em chào thầy. Rồi, xin chào các em nhá. Hai. Hai.